chưa ý quên. Hôm nay em vẫn chờ đợi bao nhiêu like. Cố lên, ngày của em như thế sao ngày chưa toàn đời lập lừa. Ngày của em chỉ sống ở trên vây và mọi người chẳng quan tâm thực tế những em thương bạn bè gần kề bên em. Bạn xem sống thật hay sống ảo, ảo ảo hay thật, rồi nước không có chẳng có mà nào dừng lại màu. Bà giấu kỹ với thằng con trai này lắm. Dường như con với ba không phải là cha con. Được, ba đối xử với con như vậy thì con sẽ hành động theo ý của ba. Hôm nay con sẽ lục tung cái nhà này lên bằng mọi giá để tìm rõ ra. Chắc đây là nhà của ông Khoa không? Chắc chắn bà đại ca. Con Huyền với chị á, đúng là đây là nhà của ba của thằng Khoa. Ai nhìn đại vậy? Mày đi rồi. Tao hỏi mày có chắc nhà của ông Khoa mà kêu chắc cuối cùng nhà của ba ông Khoa là sao mày? Trời ơi, đại ca, nó đang thiếu nợ mình thì nó phải về nhà ba nó trốn, chứ không để nó trốn ở nhà nó. Cho hai đứa mình qua bắt nó hả? Đại ca động não lên coi. Hay, chưa bây giờ tao bị chửi thấy vui vậy luôn á. Giỏi lắm. Được đó. Đại ca. Sao? Hình như nhà này mới có trộm. Sao mày biết? Nè, đồ thì tùm lum hết trơn á. Tủ kìa. Nè, với lại cửa không khóa nữa. Một á là bị trộm, còn hai là đã có người đột nhập trước mình. Mày gì đấy nha. Giỏi lắm nha. Hay, có ông quan sát. Bởi ta nói hả, cuộc đời này bất công với mày đó. Cái tố chất của mày á, sinh ra để làm ăn trộm. Vậy mày nghĩ sao đưa mày làm ăn cướp? Cái gì? Em với đại ca đi đòi nợ, chứ hai mình phải ăn cướp đâu. Nói tầm bậy tầm bạ, mày ăn bắt bây giờ. Tao ví dụ vậy thôi. Ví vụ thôi nha. Mà công nhận nha, em theo đại ca bao nhiêu năm rồi đó. Bữa nay mới được đại ca khen em tiếng. Ủa, nhưng mà bây giờ nhà này bị trộm, bây giờ xung quanh đây không một bóng người, đông không mong quạnh. Rồi thí dụ lỡ người ngoài bước vô đây thấy tao với mày, còn nghĩ tao với mày là ăn trộm thì sao? Có gì đâu, thì em với đại ca bị bắt thôi có gì. Mày có bị sai gì mà tâm lý mà. Bị bắt vui lắm hả, cười mày. Điên hả? Bởi mày biết tại sao mà lâu lâu tao mới khen mày được không? Sao đại ca? Trời, nó còn hỏi làm sao nữa. Trời ơi, đi kiếm nó đi. Dạ. Đại ca. Gì? Có người đang tới kìa. Miệng đại ca lên thiệt chứ. Ai? Ai tới? Ủa? Ủa? Mới đây mà. Đâu rồi? Ai? Mày đâu rồi? Sao chơi bỏ bạn dưới đường, bỏ con dưới chợ vậy? Hello. Mày đâu rồi? Đại ca ơi. Em ở đây rồi đại ca. Đâu đó chi vậy? Đại ca, em có một món quà muốn tặng cho đại ca. Dạ đây mày. Dạ đây. Dạ anh chào anh. Nhẹ nhẹ tay anh. Đi mày. Trốn hả? Dạ anh đã. Mời Khoa ngồi. Dạ. Hai Khoa. Dạ hai anh. Khoa trốn đâu kỹ vậy? Dạ em đâu có trốn gì đâu, em chỉ vô trong đó em tìm đồ chút xíu thôi. Nè, Khoa tìm đồ xong chưa? Dạ em tìm xong rồi. Tiền tao khi nào mày trả? Em trả mà, em đang cố tìm tiền để trả cho anh. Hai tháng trước mày cũng nói câu này, rồi tháng trước mày cũng nói câu này, rồi bây giờ cũng nói câu này. Dạ. Mày có câu nào mới hơn không? Dạ có, bây giờ em có câu mới nè. Hai anh cứ bình tĩnh ngồi xuống uống nước trà rồi em tâm sự với hai anh em trình bày rõ ràng. Tao thích những con nợ như vậy, lịch sự dễ thương. Nói mày. Dạ. Đại ca ngồi đại ca. Dạ để em.
nhà của em. Dạ nói thật sự thế thì hai anh uống nước trà đi em nói ạ. Vậy đứng lại đó. Đâu có ai dí đâu mà chạy dữ. Mấy anh đó mập thấy bà chạy xa lại mình. Dạ em đâu có chạy. Thôi chút nói chuyện mày. Ơi, tao đi đòi nợ chưa phải tập gym đâu. Bắt tao chạy dữ vậy à, tại vì em thấy anh dạo này ta hơi tăng cân, cho nên là em muốn anh tập thể dục cho nó dáng nó đẹp hơn. Tao làm giang hồ chứ phải làm nghệ sĩ. Không, không cần giữ hình ảnh. Không, mình nói vậy là sai. Bất kể làm cái nghề gì á, mình cũng phải nên nâng cao sức khỏe và hình dáng nó đẹp đẽ hơn. Ví dụ đi đòi nợ, hình dáng anh nó đẹp hơn, anh đòi người ta có thiện cảm, người ta trả nhanh hơn mà. Ý của mày là nãy giờ tao không tạo được thiện cảm với mày đúng không? Dạ không, dạ không anh Đại. Em chỉ nói vậy thôi mà. Mặc lại đâu. Ây da. Ôi trời. Em đi trước nha. Ai da. Trời ơi. Trời ơi. Cái quần tao mới mua biết không mày? Dạ em biết. Tao nói mày nghe. Dạ em nghe. Cái này ông bà ngày xưa tao nói câu là quả báo nhãn tiền. Cười hôm trước, hôm sau người cười. Trời đất xưa rồi. Bây giờ là cười dây trước, dây sau tao cười mày nè mày. Tránh đi vậy. Cười đi. Dạ. Đứng lên đây. Đi. Ây da. Cái chân mình bị chặt anh ơi. Cái chân mình bị chặt rồi. Đi. Đỡ nó vậy đi. Đi đường này. Nhanh. Giang hồ mất phương hướng. Anh ơi, cái chân mình bị chặt em đi không nổi nữa. Nó nặng quá đây cao. Phụ em đây cả. Cái chân mình bị chặt rồi. Nhẹ nhẹ anh ơi. Từ thôi mày. Không ngờ làm giang hồ khổ đến vậy. Làm về cái này giải nghệ luôn. Đại ca. Mà không biết nó có chuyện gì không mà sao nãy giờ lâu quá nó chưa có tỉnh. Có gì đâu. Nãy giờ trên đường về nó bị say xe, nó mệt nó ngủ xíu thôi. Làm gì có đi xe. Nãy em với đại ca bồng nó về mà. Nó bị say bồng, được chưa? Mà đại ca ơi, em lo quá à. Nói mà có chuyện gì á là em với đại ca đi công an bắt nó nha. Mà em nói trước nha, một mình đại ca tự chịu đó. Em không có liên quan gì đó. Mày đó, anh em giang hồ mà vậy đó hả? Ra đời là tao nói sao, anh em có trước có sau, có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Lúc nào đại ca cũng nói câu đó hết trơn á. Có phước á em hưởng có một xíu à, còn có họa hả mình nên em lãnh hết. Mấy lần á đi á đánh lộn á, đại ca bỏ chạy trước em lại đánh muốn chết. Nóng cạn không tầm nhìn xa trông rộng. Hai thằng bị đánh luôn rồi ai về lãnh lương? Tao chạy về tao tranh thủ, tao chạy tao lãnh lương chứ, đi chia cho mày nữa chứ, đúng không? Trời đất ơi, lúc nào á mà đi đòi nợ á, chỗ nào mà có gái hot girl thì kia là đại ca cũng đi hết trơn á. Đại ca đâu có cho em đi đâu. Mày im đi. Mày đàn em của tao tao sắp xếp sao nghe vậy đi nha. Cái chuyện mê gái của tao không bỏ được, đừng xen vô. Bây giờ hoàn canh nó đi, tao đi đòi nợ chỗ khác. Đại ca. Gì nữa? Thôi bây giờ đại ca ở lại đi, để em đi đòi cho. Mày không có kinh nghiệm đòi mấy em đó đâu, để tao đi đòi mấy em nha. Dạ. Không có nói nhiều đó, canh nó đi. Đại ca,
Mà lỡ gì nó chết thì sao? Thì mày xử lý nó đi. Ờ? Mày lo mày xử lý cái xác nó đi chứ. Đại ca. Đại ca gì đại ca? Mày lại bắt kêu tội gì xử lý nó. Vậy đi. Nhiều quá à. Đại ca. Khoa ơi, Khoa. Khoa ơi. Khoa Khoa mày tỉnh nha Khoa. Khoa Khoa. Có khi nào đại ca ổng gài mình không ta? Lỡ như á, thằng Khoa nó chết, bao nhiêu tội danh mình gánh hết. Rồi lúc đó hả? Ông bỏ ông trốn. Giờ sao ta? Khoa ơi, Khoa. Khoa ơi, tôi năn nỉ mày ấy, Khoa. Mày dậy đi Khoa ơi. Khoa ơi. Khoa. Khoa ơi. Nó tắt thở rồi. Cái gì? Không được, không được, không được, không được. Đại ca ơi, nó chết rồi đại ca ơi, mặt mày nó tím rịm rồi đại ca ơi. Đâu rồi? Nó chết rồi hả? Rồi xác đâu rồi, xác đâu rồi? Sao? Mày xử lý cái xác luôn hả? Hay, hay lắm, hay lắm. Bây giờ mày chôn nó đâu? Có mời thầy về cúng 49 ngày mở cửa mãi cho nó chưa? Không, không, không có. Không có cái gì? Hồi nãy em đi nó còn ngồi ở đây mà. Nó còn ngồi ở đây? Dạ. Rồi sợi dây này quen quá vậy? Sợi dây này hồi nãy mình buộc nó đại ca. Mình buộc nó? Dạ. Rồi sao nó tự cởi ra được? Hồi nãy em sợ nó chết á, em cởi ra cho nó dễ thở. Nó thở được chưa? Hả? Trời ơi. Sao quá vậy? Bây giờ nó bỏ chạy đó. Chết rồi mà chết. Rồi sao cởi trói rồi không khóa cửa lại? Nhà của nó em làm cho cái chìa khóa mà khóa. Thôi, trả lời hợp lý mà đau lòng luôn trời. Đi kiếm nó về. Dạ. Ui, sao con đệ tử ngu đến như vậy? Trời ơi, tại sao tao có thể có thằng đàn em ngu ngốc như vậy được chứ? Hả? Ngu quá đi. Ngay dạ. Đại ca bớt giận đại ca. Ngồi đây nữa. Giờ làm gì? Làm cái gì vậy? Mình bớt hỏi được không cậu bé câu hỏi? Hỏi miết à? Quan sát tao đi. Bây giờ đi đòi nợ. Không có con nợ thì xiết đồ, xiết nhà. Dạ. Có gì giá trị lấy hết cho tao. Đại ca, đại ca, đại ca. Nè, em gom được mới nè. Mày xiết đồ đó hả? Mày xiết cái này về mày nấu ăn hả? Mày làm đầu bếp hả? Mày có điên không? Ừ? Hay mày bán da chai, lạc son? Đại ca nhìn đi, bây giờ cái nhà này á, đâu còn cái đồ gì giá trị đâu để lấy. Bây giờ á, có cái gì mình lấy cái đó cho... Đại đi đại ca ơi. Tức. Những cái ca này mà khó chịu sợ. Giờ mất người không có đồ để xiết nữa sao? Ha. Ê, hai cậu làm gì đây vậy? Tôi hỏi câu này mới đúng. Tôi xin trân trọng giới thiệu cho ông biết, thằng Khoa nhà này nó đang thiếu nợ tụi tôi một số tiền rất lớn. Tôi là dân đi đòi nợ, dân đâm thừa chém mướn. Ông lạng hoạn tôi xử ông luôn á, ông là ai? Ghê vậy. Bình tĩnh. Tôi là bạn chí cốt của chủ nhà này. Bạn chí cốt? Thằng Khoa nó còn nhỏ xíu xíu, nghĩ sao bạn nó già dưới trời. Không biết chọn bạn mà chơi. Cậu nghĩ sao? Tôi là bạn của ông già nó, chứ không phải nó. Bây giờ ông là ai tôi cần biết ha? Ông có tiền
ông trả nợ được cho ông Khoa thì thôi tôi về, còn ông không trả được mà ông xe vô á là tôi xử ông luôn. Nè, bây giờ góp đồ hết cho tao. Dạ. Đã chút đại ca rồi. Để tôi nói chuyện đại ca tôi cái đã. Alo. Alo em nghe. Dạ. Dạ. Dạ sao anh? Dạ anh hai. Dạ. À. À dạ. Dạ. Dạ có. Dạ có đây. Dạ. Dạ 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 em biết anh. Dạ 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 dạ. Rồi anh yên tâm anh yên tâm. Dạ dạ rồi em về liền. Dạ. Anh. Mới nói chuyện với đại ca xong. Đại ca nói rồi, biết rồi. Dạ, em hiểu rồi. Thôi em xin phép em về trước. Em không làm phiền anh nữa. Dạ. Dạ chào chào anh về, chào anh về. Dạ, anh chào anh. Dạ, chào anh em về. Đi. Ê. Dạ. Bỏ đồ xuống chứ. Bỏ đồ xuống. Dạ. Lấy đi rồi lấy gì mà anh nấu ăn. Dạ, đi. Dạ. Anh lại thê thảm như vậy. Hành đồng hành cùng chương trình.